Xin chào quý vị và các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về C++ bài thứ 24, nói về cái tham số của hàm và cái cách chúng ta chuyển cái tham số vào hàm, đó là chuyển tham chiếu, chuyển giá trị. Ở đây có hai cách chuyển, chuyển tham chiếu và chuyển giá trị. Thì khi nào chúng ta sử dụng chuyển tham chiếu và khi nào thì chuyển giá trị? Thông thường khi một cái hàm nào đó mà chúng ta muốn là cái giá trị của cái biến truyền vào hay cái tham số truyền vào không bị thay đổi thì chúng ta sẽ sử dụng chuyển giá trị, và thông thường chỉ chuyển giá trị với cái điều kiện là cái biến được truyền vào của chúng ta đấy thì nó có những cái kiểu là kiểu nguyên thủy, ví dụ int, float, double vân vân. Còn đối với những kiểu object thì nó có chứa nhiều thông tin phức tạp, cho nên là khi mà truyền kiểu chuyển giá trị thì nó sẽ rất là nặng. Ok, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hiệu suất, hiệu năng của chương trình của chúng ta. Do vậy người ta nghĩ ra cái cách đó là chuyển tham chiếu, tức là thay vì gửi cả convoy cho lên cái ô tô và chở đi thì chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ của cái convoy. Ok, tức là để convoy ở một chỗ, lấy địa chỉ của nó đưa lên cái ví dụ đưa lên tin nhắn xong gửi đi, xong người ta tự mò đến và lấy convoy đi. Ok, thì cái cách làm thứ hai ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, tức là chúng ta chỉ cần gửi một cái tin nhắn và người ta tự đến lấy đi. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc chúng ta bê hẳn convoy, đặt lên cái xe xong ta chở đi cho người ta. Đó, thì hai cái giải pháp đấy nó sẽ tùy thuộc vào cái trường cụ thể. Trong đó thì cái chuyển tham chiếu cũng áp dụng được cho những cái kiểu giá trị nguyên thủy. Và thông thường thì khi chúng ta muốn cho cái hàm được gọi, nó được phép thay đổi cái giá trị của cái biến mà chúng ta truyền vào thì chúng ta sẽ truyền tham chiếu. Ok, còn khi mà không muốn là cho nó thay đổi cái giá trị gốc của cái biến chúng ta truyền vào, tham số của cái hàm đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng truyền tham trị hay là truyền giá trị. Thì bây giờ đến ví dụ cụ thể này. Mình có một cái hàm update number. Hàm này sẽ làm nhiệm vụ đó là tăng cái giá trị gốc lên 5 lần. Trong đó giá trị gốc chính là cái giá trị mà nó nhận được tham số này. Thì nếu như chúng ta truyền giá trị thì một cái bản sao của cái biến A đây sẽ được tạo ra và gửi vào cái tham số của update number. Và lúc này thì cái bản sao nó sẽ vào đây. Ok, thì bản sao sẽ tăng lên 5 lần. Sau khi tăng lên 5 lần thì đến khi mà cái hàm này kết thúc thì cái giá trị của bản sao đó sẽ biến mất, còn cái giá trị gốc đây này vẫn không thay đổi. Do đó khi mà chuyển giá trị thì sau khi thực hiện cái hàm này thì cái giá trị của A không hề thay đổi. Ok, đây vẫn là 100. Nhưng bây giờ vấn đề là mình muốn giao nhiệm vụ cho một cái hàm nào đó được phép làm thay đổi giá trị của một cái biến nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng chuyển tham chiếu. Và cái cú pháp chuyển tham chiếu thì cái gọi hàm tương tự như là chuyển giá trị. Riêng cái tham số ấy, thì chúng ta thêm cái dấu và vào trước tên của tham số như thế này. Thì có nghĩa là được phép truy xuất đến cái giá trị gốc của cái tham số nhận được, tức là cái thằng A này, A gốc, để làm thay đổi nếu có ok cái giá trị gốc ở trong cái hàm update number này. Thì sau khi thực hiện như thế này thì giá trị của mình nhận được sau khi kết thúc cái hàm này là B bằng 500, mà B ở đây chính là thằng A, và A lúc này sẽ nhân 5 lần. Ok, thì cái giá trị A sau khi chuyển tham chiếu nó sẽ tăng lên là 500, và đây là cái kết quả đây. Ok, rất là ảo diệu đúng không nào? Thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là thế cái này thì để làm cái quái gì? Thì cái này sẽ hữu ích trong cái trường hợp đó là các bạn muốn cho phép một cái hàm thực hiện cái chức năng, và cái chức năng của cái hàm đấy sẽ là cập nhật một cái thông tin nào đó. Ví dụ khi mà khởi tạo thông tin của các sinh viên, khi mà khởi tạo thông tin tài khoản ngân hàng thì mặc định giá trị số dư tài khoản mà không hết chẳng hạn, mặc định giá trị điểm trung bình mà không hết, thì các bạn muốn tạo ra một cái hàm. Cái hàm đấy có nhiệm vụ đó là khi mà gọi và truyền cái
số dư vào thì nó sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng chuyển tham chiếu. Và tương tự như thế, nếu như chúng ta tạo ra một cái hàm để cập nhật điểm sau mỗi kỳ thi thì chúng ta sẽ truyền cái điểm thi tương ứng vào và cái sinh viên tương ứng vào, thì cái thông tin của sinh viên sẽ phải được cập nhật, tức là điểm đấy phải cập nhật tương ứng với cái giá trị điểm mà chúng ta nhận được. Ví dụ đơn giản là thế này, mình sẽ void update balance, mình có biết có viết đúng không, kệ nó. Thì lúc này mình có cái số dư, ví dụ như int số dư này, change, tức là thay đổi. Thì lúc này mình sẽ cho phép thay đổi cái giá trị của cái số dư này bằng cách là cho phép tham chiếu đến cái balance. Ở đây thì cái balance thì sẽ cộng bằng một cái lượng change. Thế cái lượng thay đổi này có thể là chúng ta nạp thêm tiền vào tài khoản, có thể là chúng ta rút tiền ra khỏi tài khoản. Thì giả sử cái số tiền gốc của mình ở đây, int amount, giả sử mình có trong này có khoảng 1.000, tức là 1 triệu chẳng hạn. Và lúc này, tạm thời mình sẽ bỏ cái này đi. Lúc này mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó là nạp tiền. Ok, tức là nạp tiền vào tài khoản ngân hàng hay là tài khoản thẻ. Thì lúc này mình sẽ gọi update balance, truyền vào là update cái gì? Update amount. Update một lượng vào bao nhiêu? Ví dụ như là mình sẽ tăng một lượng, tức là nạp thêm khoảng 2 triệu vào tài khoản chẳng hạn. Đấy, thì sau khi mà nạp vào tài khoản thế này thì cái tài khoản của mình nó sẽ chứa một cái số dư mới là cộng thêm một cái lượng bằng này. Như vậy tổng cộng 1.000 cộng với 2.000 sẽ là 3.000. Thì ở đây mình sẽ CL ra là amount. Thì lúc này amount sẽ là 3.000. Ok. Đây. Đấy là mình đã nạp tiền vào. Bây giờ sau khi mà đã nạp tiền vào như thế, bây giờ mình rút ra hết 3 triệu thì xem là cái kết quả của mình là như thế nào nhé. Thì lúc này mình lại thực hiện là lúc này là rút tiền khỏi tài khoản thẻ. Thì lúc này mình gọi đến update balance và mình truyền vào là update amount. Giả sử amount là một cái tài khoản của một cái thẻ nào đó và một cái lượng là mình rút thì nó là âm. Ok, tức là trừ đi một lượng là 3 triệu đồng. Và sau khi update như thế này thì mình sẽ in ra đây là số dư tài khoản sau khi rút. Ok, thì lúc này sẽ ra một cái lượng vào kết thúc endline và chạy. Đây, lúc mình nạp vào là tổng cộng là được trong tài khoản có 3.000 và sau khi rút thì số dư sau khi rút cũng ra là 0 đồng. Ok, thì cái này nó thể hiện là cái gì? Nếu như mà cho phép một cái hàm nào đó cập nhật một cái thông tin truyền vào thì chúng ta sẽ sử dụng tham chiếu, và tham chiếu tức là có dấu và ở đằng sau kiểu và trước tên của cái tham số của chúng ta. Còn khi mà truyền bình thường không có dấu và giữa tên và cái kiểu của tham số thì là truyền kiểu giá trị. Ok, thì cái bản chất mà mình muốn các bạn hiểu ở đây đó là nếu một hàm được giao trách nhiệm làm thay đổi một cái thông tin nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng là truyền tham chiếu, còn nếu không thì chúng ta sẽ truyền giá trị. Ok, thì cái điểm lợi của nó là gì? Hàm thì có thể cập nhật một cái giá trị cụ thể nào đó, trong đó cái hàm được phép thực hiện cái mà nó được giao phó. Và cái thứ hai đó là khi mà truyền tham chiếu ấy, thì cái giá trị truyền vào địa chỉ của một cái biến, cho nên là nó rất là nhẹ. Đấy, nó đơn giản hơn rất nhiều so với cái giá trị
mà chúng ta ném vào đây, tức là giống như lúc đầu mình nói minh họa ấy, thì gửi địa chỉ của con voi và cái người mua voi sẽ đến mang con voi đi, chứ chúng ta không phải bê con voi lên xe và chở đi cho người mua. Ok, thế thì cái công việc của chúng ta đó là bây giờ chỉ giao địa chỉ ra và cái người kia muốn mua thì tự đến. Ok, và như vậy thì đối với những cái nội dung mà liên quan đến cái phần tham chiếu thì nó hơi khó hiểu một chút, và chúng ta sẽ chịu khó thực hành thì sẽ biết được cái sự đặc biệt của nó, và sau này thì thực hành nhiều các bạn sẽ rút ra được cái kinh nghiệm cho mình. Có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn hãy để comment ở phía bên dưới clip và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cập nhật cho cái nội dung này sao nó phù hợp nhất có thể nha.